Trải nghiệm đi xem phim một mình sẽ như thế nào? Trời mới tạnh mưa xong, hôm nay thì tâm trạng của mình không được tốt. Mình ngồi gần một tuần rồi vẫn chưa khỏi. Hàng thì nhập một đống về, mới like được 3 ngày thì bị ốm. Đã thế lại còn bị supply 7 ngày nữa chứ. Có lẽ đây là thử thách đầu tiên của mình. Thôi thì cứ phải giữ tinh thần lạc quan cái đã. Tranh thủ xuống đưa hàng cho shipper, sau đó thì mình book Grab để đi xem phim nè. Tâm trạng không tốt thì mình đi chơi, đi ra ngoài hít thở không khí cho đầu óc được thoải mái hơn. Bữa nay thì mấy đứa nhỏ nó về quê hết rồi nên là mình chỉ đi có một mình thôi. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm xem phim một mình ấy. Lúc trước đến giờ thì mình chỉ toàn đi với bạn bè thôi. Kiểu mình là người hướng nội ấy, nên là mình hay ngại đi một mình với cả đi chỗ đông người ấy. Nên là bữa nay rạp chiếu phim cũng khá vắng nên là mình cũng cảm giác thoải mái hơn. Cái xem phim của quý khách hết 90 cảnh cộng thêm combo bắp nước của quý khách hết 1 tỷ nha. Trời ơi nghe cái hú hồn liền luôn á. Lần nào đi xem phim cũng như là bị thao túng tâm lý hay sao ấy mọi người. Lúc vào rạp thì mình cũng thấy khá là nhiều người đi xem phim một mình ấy và mình chợt nhận ra là mình không có cô đơn này. Mình thấy là đi xem phim một mình nó cũng khá là thú vị. Cảm giác nó sẽ rất là bình yên ấy. Cũng không có gì đáng sợ như những gì mình tưởng tượng đâu. Tất nhiên là có bạn đi chung sẽ vui hơn nhưng mà nếu mà không có thì bạn vẫn có thể đi một mình được mà. Vậy nên bạn nào còn đang sợ giống mình thì hãy thử một lần đi xem phim một mình xem như thế nào nha. Thì lúc mình về có vẻ như anh Grab anh ấy cảm nhận được tâm trạng của mình không tốt hay sao ấy nên là anh nói chuyện với mình rất là nhiều. Anh ấy nói là anh ấy có ước mơ giản đơn, cái mình mới hỏi là ước mơ của anh là gì, xong anh mới nói là ước mơ của anh là trở thành đại gia. Ừ là trời quá trời giản đơn luôn á. Rồi sau nghe anh chém gió rồi mình cười suốt quãng đường về nhà luôn ý. Nói chung là cũng cảm ơn anh Grab rất là nhiều bởi vì đã chọc cho em vui. Về đến nơi thì mình cũng không có lên phòng luôn mà mình đi dạo một vòng. Ra đây thì thấy mọi người đang tụ tập rất là đông đánh guitar cũng rất là vui. Bước ra ngoài ta mới hiểu một điều rằng thực ra thế giới này không tệ đến như thế. Hy vọng bạn mãi luôn kiên cường, dũng cảm, đứng ở nơi ánh sáng và sống cuộc đời mà mình mong muốn. Hôm nay ra ngoài tâm trạng của mình cũng tốt hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ mình đi về ngủ đây. Bye bye mọi người.